Truyện ngắn Bộ Xương, tác giả Đinh Lâm Thanh. Bà Phúc đứng ngồi không yên, bụng nôn nóng trông chờ tin chồng. Vì đã hơn hai ngày qua không có tin tức gì ông Phúc, bà lo lắng hỏi thăm những người làm nghề rừng, nhưng chẳng một ai hay biết. Càng sốt ruột hơn khi con thắm nhà ở bên cạnh cho hay, ông Xuân làm cùng nghề ở làng dưới cũng mất tích giống như tình trạng chồng bà. Chính điều này làm bà Phúc càng thêm lo, vì hai người đàn ông này thường xung khắc nhau, có lần gây gỗ ẩu đả về nghề nghiệp, không dám nghĩ đến những chuyện chẳng lành. Nhưng bà cứ thắc mắc, không lý lần này hai người lại xin chuyện và thanh toán nhau trong rừng. Mặc dù có chuyện bất hòa giữa hai gia đình trước đây, nhưng lúc này bà cần phải bình tĩnh, nếu không thì càng đổ thêm dầu vào lửa. Đành vuốt giận làm lành xuống làng dưới gặp bà Xuân để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Vừa gặp mặt dù không ưa gì nhau, nhưng hai người đàn bà đang cùng cảnh ngộ buộc họ trở nên thân thiện. Bà Phúc vào đề trước. Chị Xuân, nghe nói chồng chị đi hơn chục ngày cũng chưa về. Hay tôi lo quá, không biết chuyện gì xảy ra. Người ta đồn anh Phúc nhà chị cũng đi gần nửa tháng cũng chưa về à, phải không? Bà Phúc tặc lưỡi. Không biết hai ông có xin chuyện gây lộn nhau trong rừng hay không, tôi lo hết sức. Bà Xuân nhìn bà Phúc dò xét. Trước khi ra khỏi nhà, tôi không nghe anh than phiền trách móc gì chồng chị. Không biết vào trong đó rồi hai người có vấn đề gì hay không. Sực nhớ ra điều gì, bà Xuân hỏi tiếp. Chị có báo cho công an biết chưa? Chưa, nhưng tôi dò hỏi tất cả đám thợ trong làng, không ai gặp chồng tôi đâu cả. Hai bà thẳng vắn thở dài một hồi, bà Phúc dặn dò đôi câu trước khi ra về. Có tin gì chỉ báo cho tôi hay. Lúc bà Phúc vừa về đến cổng, hai đứa nhỏ hấn hở chạy ra báo. Ba đã về rồi, đang nằm ngủ trên võng. Nghe vậy nhưng bà Phúc cũng gặng hỏi. Ba chúng mày có sao không? Vừa hỏi vừa hấp tấp bước vào nhà, thấy ông Phúc đang ngủ. Bà nhẹ nhàng xuống bếp nấu nồi canh và nướng vài con cá khô cho bữa cơm chiều. Xong xuôi đầu đó quay lên nhà trên, lục trong túi sách đi rừng, bà ngạc nhiên không thấy ông đem gì về như thường lệ. Định đánh thức ông Phúc dậy ra hỏi sự việc, nhưng nhìn dáng người, khuôn mặt của chồng đang nằm ngủ một cách ngon lành sau chuyến đi. Bà yên tâm chạy ra đầu xóm, mua vội vài ba trứng vịt lộn và chai bia để tẩm bổ cho ông, bù lại những ngày gian khổ trong rừng. Đến gần tối ông mới thức dậy xuống bếp rửa mặt, bà Phúc nôn nóng hỏi liên tục. Chuyện gì mà ông về trễ hơn tuần lễ, sao lại tay không, chẳng có gì trong túi sách. Ông Phúc cười vui vẻ. Có chuyện hay lắm, đợi mấy đứa nhỏ ngủ xong tôi kể bà nghe. Bà Phúc quan sát chồng từ đầu xuống chân hỏi lại. Nói ngay đi, cần gì đợi tới tối. Hey, bí mật không thể để lộ ra ngoài được. Trước đây Phúc là cán bộ xây dựng nông thôn, hoạt động yểm trợ chương trình bình định chung quanh phạm vi quận Cam Lộ thuộc tỉnh Quảng Trị. Sau ngày 30 tháng 4 năm 75, Phúc thuộc thành phần chế độ cũ, phải khăn gói lên vùng kinh tế mới. Thời gian đầu với cái cuốc và con rựa, hai vợ chồng cũng khai khẩn được miếng đất nhỏ vừa trồng chục luống mì và ít hàng khoai lang. Nhưng đất rừng nhiều rễ cây chằng chịt, đất càng ngày càng khô càng lại, thiếu nước, nên khoai chết trễ không sống đến mùa thứ hai. Vợ chồng Phúc làm việc đầu tắt mặt tối cũng không kiếm được bữa cháo độ nhật, chỉ còn cách vào rừng đóng củi đem xuống quận đổi lấy hai thứ cần thiết gồm bắp và muối. Các gia đình trong khu kinh tế mới theo chân Phúc bỏ đất bỏ vườn, vác rựa vác cưa vào rừng cùng nhau kiếm củi. Cây lớn nhỏ gì cũng đốn cũng chặt, củi càng ngày càng hiếm, họ phải tiến sâu vào rừng. Và từ đây nảy sinh thêm một ngày mới, đào rễ, hái lá dùng trong thuốc nam, rồi kiếm quế tìm trầm, bán cho các cơ sở xuất khẩu ở dưới tỉnh lỵ. Lúc đầu tổ chức đi từng nhóm, nhưng sau đó xích mích vì ăn chia không đồng đều, họ tách riêng từng người đường, ai nấy đi một mình. Người sống về nghề đào rễ, hái lá, kiếm quế tìm trầm lúc đầu làm ăn phát đạt, nhưng mấy năm vừa qua, một số đàn ông thanh niên khỏe mạnh từ những vùng khác ồ ạt tập trung về đây. Họ tiến sâu vào trong rừng, nơi chưa có dấu chân người đi qua kể từ ngày ngưng tiếng súng tại miền Nam. Đi sâu vào rừng, nhóm người này đã khám phá ra nhiều nguồn lá rễ cũng như kiếm được các loại quế hiếm và đôi khi còn bắt gặp các ruột trầm hương đúng tuổi. Phúc cũng phải theo chân những người này.
cơm gạo mắm muối trên lưng dự trù cho nửa tháng. Tuy không đi chung với nhóm người nhưng họ vẫn bám sát nhau vượt rừng trèo núi, tiến sâu đến tận biên giới Lào Việt. Kiếm được tiền nhưng rủi ro lại càng cao. Ngoài việc chống lại các thú dữ còn những tai nạn chết người do đạp phải mìn hay đào trúng các đầu đại bác chưa nổ. Những năm gần đây, ngoài những người vào sâu trong rừng kiếm trầm hái thuốc, còn những toán nhỏ chừng vài ba người cũng băng rừng lội suối đến vùng này để tìm hài cốt người Mỹ. Những trận chiến ác liệt xảy ra tại khu vực Hạ Lào gây tổn thất nặng nề cho cả hai miền Nam Bắc. Trong đó, không quân Mỹ đã hy sinh nhiều nhân mạng trong thời gian yểm trợ không lực cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Muốn tìm trầm người thợ phải qua khỏi khe xanh, đi sâu vào rừng, leo núi đến tận biên giới Lào Việt. Họ phải băng qua những vùng đã xảy ra nhiều trận đánh trước đây. Trên đường vẫn còn nhiều dấu tích, từ những mảnh máy bay bị bắn hạ, đồ trang bị cá nhân, và nhất là họ gặp nhiều bộ xương với khẩu AK nằm trải rác trong các bụi rậm. Đôi lúc đoàn người đào rễ cây cũng bắt gặp những hố chôn tập thể, hàng chục bộ xương còn dính ở chân những đôi dép bằng vỏ xe hơi. Đối với các xác chết người Mỹ, họ đã có kinh nghiệm, phải leo lên đỉnh cao hay xuống tận các hố sâu hỏa mai tìm được tông tích. Chuyên viên nhà nước đã đến đây lục lọi tìm kiếm, nếu có hài cốt lính Mỹ nằm chết khơi khơi trên mặt đất chắc chắn đã được đem đi. Trong vùng này chỉ còn lại những bộ xương vô danh của những người lính Bắc Việt bị bỏ quên mà thôi. Phúc không bao giờ nghĩ đến hài cốt lính Mỹ như những người từ xa đến với những ước mơ hão huyền như kiếm vàng tìm kim cương dưới đáy biển. Phúc chỉ chú tâm đến những cây quế, cây trầm già hay những rễ cây hiếm theo yêu cầu của các tiệm thuốc nam. Dù không mang lại lợi tức dồi dào nhưng cũng tạm đủ ăn cho gia đình hai vợ chồng và ba đứa con. Nhưng chuyến đi vừa rồi, sau khi qua khỏi khu vực khe xanh, Phúc bắt gặp một cánh tay lòi ra trong lúc đang đào gốc cây lấy rễ. Bình thường Phúc vái thầm vài câu xin lỗi người chết rồi lấp đất trở lại. Nhưng lần này, Phúc giật mình vì trên ngón áp út của bàn tay có đeo một chiếc nhẫn thật lớn. Mặc dù mới nhìn thấy bộ xương tay và chiếc nhẫn, nhưng Phúc chắc chắn đây là hài cốt của một người lính Mỹ. Vì lính bộ đội Bắc Việt làm gì có vàng đeo tay, hơn nữa chiếc nhẫn lại lớn so với bàn tay nhỏ bé của người Việt. Xác chết có thể nằm trên mặt đất, nhưng sau nhiều năm tháng lá cây đất bùn đã phủ lên một lớp dày gần hai gang tay. Phúc dùng tay từ từ móc đất lần theo cánh tay đến ngực và cuối cùng nhận diện được toàn bộ hài cốt. Trên cổ còn đeo một thẻ bài bằng kim loại. Kích thước hài cốt một lần nữa xác định đây là bộ xương của một người Mỹ, vì chiều dài của bộ xương cũng gần bằng gấp hai của người Việt. Phúc chùi chiếc nhẫn và thẻ bài vào tay áo. Đúng, đây là một chiếc nhẫn vàng chạm trổ tinh vi, và trên thẻ bài còn khắc tên họ số quân đầy đủ. Sau khi gom bộ xương, Phúc bình tĩnh cho vào túi chiếc nhẫn và tấm thẻ bài rồi nhìn quanh tìm một vị trí tốt, chuẩn bị đào hố để tiếp tục giấu bộ xương tại đó. Một thời gian sau sẽ trở lại đào lên đưa về. Đang tận lực đào một cái hố dài khoảng 2 mét, sâu chừng 1 mét để giấu lại bộ xương trong vị thế nằm của một người chết. Bỗng một tiếng nói từ sau lưng. Đào cái gì đây? Phúc quay lại, gặp ngay Xuân đang đứng sát sau lưng, sắc mặt giận dữ, tay đang lăm lăm con rựa lớn. Trông thấy không thể chống đỡ, con rựa sẵn sàng giáng xuống ngay đầu. Phúc không trả lời thẳng câu hỏi, cười cầu an. Chào anh Xuân, có kiếm được gì trong khu này không? Xuân không trả lời, giang hai chân ra lấy thế, đưa con rựa lên cao. Hôm nay tao cho mày chết tại đây. Hay lắm, mày đã đào sẵn cái hố. Phúc ở thế bị động trong tầm tay của Xuân, không thể nhảy lên miệng hố hoặc đưa cây cuốc chống đỡ con rựa đành xuống nước. Anh Xuân, có gì thì mình bàn lại với nhau, dầu sao cũng là bạn đường làm ăn đã hơn chục năm qua. Tao chẳng cần bạn bè gì với mày. Hôm nay cơ hội đến, tao giết và lắp xuống hố do chính tại mày đào, chỉ có trời mới biết. Phúc năn nỉ, anh giang ra để tôi lên còn chuyện bàn với anh. Xuân dứt khoát, chẳng còn chuyện gì phải bàn. Xuân lấy thế đưa cao con rựa lên khỏi đầu và nhắm đầu Phúc phang xuống. Trước cái chết, Phúc đành nói sự thật để cứu vãn tình thế. Anh Xuân, hãy dừng tay, tôi vừa đào được một hài cốt người Mỹ. Vừa nghe đến ba tiếng hài cốt Mỹ, Xuân mở tròn đôi mắt hỏi lại. Thật không? Gạt anh làm gì?
toàn thân Xuân rung lên sung sướng, nhưng con rựa vẫn cầm ở vị thế cũ, sẵn sàng phang xuống bất cứ lúc nào Phúc phải trấn an một lần nữa. Anh hạ con rựa xuống để tôi bước lên nói chuyện được không? Bất đắc dĩ Xuân hạ con rựa xuống nhưng vẫn giữ chặt trong tay, mũi hướng thẳng vào người Phúc. Sau khi bước lên miệng hố, Phúc cũng thập ngay con rựa của mình, hai tay cầm chặt trong thế thủ để chống đỡ bất trắc. Xuân vào đề ngay. Hài cốt bảy đầu! Trước đây đã không tin được con người Xuân hốn hồ gì hôm nay Xuân có thể bất chợt hạ sát Phúc, vừa trừ được kẻ địch và chiếm một gia tài vô giá. Phúc trả lời rành mạch. Tôi đào được ở dưới suối cách đây mấy cây số và đang giấu tại đó. Sao lại đào hố ở đây? Tôi muốn dời nơi chôn giấu để thời gian sau sẽ lên đào đem về. Hai người kiếm chỗ đất bằng ngồi xuống đối diện cách nhau chừng hai thước. Họ vẫn thủ hai con rựa trong tay và đang trông chừng nhau từng phản ứng trên gương mặt cũng như những cử động của đôi tay của từng người. Thấy món lợi trước mắt và không thể dễ dàng thanh toán Phúc trong lúc này, Xuân đổi ngay thái độ trong cách xưng hô. Anh Phúc, bây giờ tính thế nào? Tôi có phần hay không? Đã ở vào thế kẹt, không cách nào hơn Phúc đáp. Dĩ nhiên là có, nhưng tôi vẫn là chủ của bộ xương gì tôi đã đào được. Nếu có chia anh một phần nhỏ cũng là ân huệ của tôi. Xuân trở mặt hùng hổ. Như vậy anh xem tôi là kẻ ăn ké? Phúc đáp ngay không suy nghĩ. Không có hẳn vậy, nhưng dù sao anh cũng là kẻ ăn theo. Xuân cười. Ăn ké hay ăn theo cũng vậy thôi. Tôi đề nghị dứt khoát với anh. Chúng ta chia hai, chịu thì cùng hưởng với nhau, không chịu thì tôi giết anh ngay bây giờ. Vừa nghe câu nói, Phúc đổi ngay thế ngồi, tay vẫn cầm chặt con rựa. Tưởng anh có súng ống gì chứ, với con rựa này thì tôi cũng có thể giết anh dễ như trở bàn tay. Không đợi Xuân phản ứng trước câu nói, Phúc tiếp. Hai thằng hai con rựa nếu chém nhau thì chắc gì ai thắng ai. Một là bỏ mạng cùng lúc, hai là cùng cục tay què chân như nhau mà thôi. Anh đừng có hòng hù dọa tôi. Biết không thể dùng thế công đồ áp đảo được Phúc, Xuân trở lại con đường thương thuyết. Anh nghĩ xem, chúng ta là bạn trừng với nhau đã lâu, nay có phước mong anh chia đồng đều cho tôi. Nếu không, tôi sẽ báo ngay cho công an xem anh có sơ mối gì được không, hay là phải vào tù ra khám. Phúc nổi khùng lên. Nói chuyện đàng hoàng tôi còn nghĩ đến anh chứ đừng có hòng hăm dọa tôi. Xuân giải thích. Hài cốt Mỹ là hàng cấm kỵ của quốc gia, chính phủ còn quý hơn cả xác chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta nữa. Đụng vào đó là quà quản là đi đông cả cuộc đời chứ đừng có tưởng. Tôi biết nên tìm cách giấu lại đây, suy tính một thời gian rồi tìm đường đưa về. Xuân vẫn tìm cách vượt ngang. Tôi có đường dây với tòa lãnh sự Mỹ ở Sài Gòn, tôi có thể đi thẳng với họ. Đừng dại dột trình lên công an, chúng nó chiếm đoạt ngay và thủ tiêu bọn mình tức khắc. Tôi cũng nghĩ như vậy, đừng bao giờ trao chứng cho ác. Thấy tình thế xoay chiều tốt đẹp, Xuân để con rựa xuống trước mặt và đề nghị. Anh và tôi chia đôi, chịu không? Biết tình thế không thể nào làm khác, Phúc đành chấp nhận. Ừ, chia đôi, nhưng chia thế nào? Đến đây cả hai ngẩn người ra vì không biết phải chia thế nào. Sau vài giây suy nghĩ, Xuân vào đề. Tôi nghe người ta nói nhiều đến vấn đề này. Thế nào? Người Mỹ rất trọng hài cốt của những quân nhân đã mất tích trong trận chiến vừa qua. Họ đưa cả một chương trình với chính phủ ta. Ai kiếm được hài cốt lính Mỹ sẽ được thưởng tiền đến hàng tỷ đồng Việt Nam. Nhưng một điều rất quan trọng là ngoài phần thưởng tiền, tất cả thân nhân trong gia đình đều được chính phủ Mỹ cho ngay nhập cảnh định cư vào nước Mỹ. Phúc gật gù. Ừ, có lẽ vậy. Lúc sau này có hàng trăm hàng ngàn người lên các vùng núi tìm kiếm. Trở lại vấn đề, Xuân thắc mắc. Anh có chắc là hài cốt Mỹ hay xương của bộ đội? Phúc dứt khoát giấu kín chiếc nhẫn và thẻ bài kim khí, nhưng đoan chắc với Xuân. Không thể làm lẫn bộ xương bộ đội được, vì hài cốt này dài gần 2 mét chứ đâu có bé tí như xương trẻ con. Hay là hài cốt của lính ngụy? Chắc chắn không phải, mặc dù lính Cộng Hòa cũng có người to con cao lớn, nhưng tôi biết, sau mỗi trận đánh nếu có tử vong, đơn vị gốc của họ đã thu hồi xác đưa về quê quán cho thân nhân chôn cất, đâu dứt bỏ bừa bãi trong rừng. Trở lại vấn đề, Phúc đề nghị với Xuân. Bằng cách nào cũng phải chôn giấu bộ xương tại đây, không thể ngang nhiên mang về trong lúc chưa có chuẩn bị gì cả. Đồng ý với anh, nhưng cất giấu hài cốt lại ở đây thì làm sao chia hai sau này? Phúc không biết giải quyết bằng cách nào lên tiếng hỏi Xuân. Vậy anh muốn như thế nào? Xuân đáp ngay. Chia đôi bộ xương ra làm hai, anh giữ một nửa tôi một nửa. Phúc trả lời sau một hồi suy nghĩ. Cũng được, nhưng làm vậy mang tội với người khuất mặt. Tội gì? Đừng có nghĩ dớ dẫn. Chết rồi thân xác xương cốt cũng thành đất cát, tội với tình gì? Đã nói chia hai, anh hoặc tôi không ai có thể giữ bộ xương một mình được.
Biết vậy, nhưng cũng nên tôn trọng và làm thế nào cho phải đạo đối với người chết. Dù anh cho là hài cốt của giặc lái đi nữa, cũng nên tắm rửa tẩm liệm và gìn giữ cẩn thận trước khi đem nạp cho chính phủ Mỹ. Sau một hồi bàn cãi, Phúc và Xuân đi đến thỏa thuận, chia đôi bộ xương làm hai phần, mỗi người giấu riêng một nửa. Giải pháp độc nhất để buộc họ phải hợp tác và trung thành với nhau cho đến lúc bộ xương được giao cho người nhận. Để giữ bí mật, hai người đồng ý sau khi chia đôi bộ xương, mỗi người sẽ đi về một hướng khác, xa gần và cách thức chôn giấu tự quyết định và giữ kín. Sau khi hoàn tất công việc, mỗi người tự động trở về nhà mình, vài ngày sau sẽ gặp nhau để nói chuyện tiếp. Vừa kết thúc việc giao ước, Xuân hối thúc Phúc. Anh dẫn tôi đến ngay chỗ giấu bộ xương để còn chia và chuẩn bị cho kịp trước khi trời tối. Bây giờ thì tôi nói thật cũng gần đây thôi. Phúc và Xuân đứng dậy nhưng hai người không ai chịu đi trước vì sợ kẻ đi sau có thể dùng con trựa bổ xuống sau lưng. Cuối cùng Xuân trấn an Phúc. Anh cứ đi trước dẫn đường, bây giờ tôi không có hại anh đâu. Dù nghe vậy nhưng Phúc vẫn đề phòng cẩn thận. Một bộ xương vô giá và đầy quyền năng sẽ đổi đời cả gia đình, từ trắng tay ra ngay tỷ phú, và cũng là cơ hội độc nhất để ngồi thảm đỏ bay từ địa ngục lên thẳng thiên đàng. Những phần thưởng vô giá sẽ tạo lòng tham đối với bất cứ mọi người, chứ đừng nói đến Xuân, tên 30 bất lương, đến bây giờ vẫn còn bám theo đám công an hóng hách dân lành trong thôn xóm. Thấy Phúc vẫn chần chừ, Xuân đề nghị. Nếu anh sợ tôi thì chúng ta đi hàng ngang, cách nhau dài 3 mét. Được. Trả lời xong, hai người cùng bước về phía trước, mắt trông chừng nhau, tay vẫn lăm lăm con rựa. Đến gần nơi giấu tạm bộ xương, Phúc ra dấu dừng lại và nói với Xuân. Chúng ta để hai con rựa xa chừng 10 mét, dùng tay bới đất đem bộ xương lên cũng được. Hai con rựa được dẫn đứng vào một gốc cây cách xa, Phúc dẫn Xuân đến gần nơi hấu chôn tạm bộ xương. Cùng ngồi xuống dùng hai tay cào đất và đưa lên từng mảnh một, họ sắp lại bộ xương dài trên mặt đất theo hình dạng một người đang nằm ngửa, kiểm soát thật kỹ một lần nữa để tránh thiếu sót trước khi chia đôi. Phúc quỳ xuống chắp hai tay và khấn lớn tiếng. Kính mong dòng hồng ông tha về tội đào mộ động mã và phân đâu ra hài cốt ông làm hai phần, con làm vậy là tình thế bắt buộc. Hey, thật là dị đoan mê tín, chết là xong chuyện có gì mà sợ. Phúc không trả lời, vẫn tiếp tục vái lại một hồi lâu, Xuân lại lên tiếng. À, sao không thấy thẻ bài? Cái này tối quan trọng, vì lần đầu nói chuyện với người ta, phải có thẻ bài, để họ truy cứu tên họ, số lính cấp bậc mới tin ra lời nói của mình. Phúc đáp ngay, tôi đang cất giữ trong người, chỉ có một thẻ bài không thể chia hai cho anh. Vậy đến nhà anh đồ lên giấy cho tôi một bản. Cũng được, để tính sao. Như vậy chia hai bộ xương, nhưng tôi phải lấy cái đầu, vì xương đầu là phần quan trọng nhất trong hài cốt của một con người. Anh đã giữ thẻ bài thì tôi phải giữ chiếc đầu theo phần xương của tôi. Anh muốn vậy cũng được. Hai người lấy hai tấm ni lông che mưa trải xuống đất và bắt đầu lấy phần xương của mình để vào. Phần tay chân xương sườn chia dễ dàng, đến lúc chia cột xương sống họ chấp thuận người lấy phần trên kẻ nhận phía dưới. Sau khi gói cắt phần xương trong hai túi cách biệt, Xuân vui vẻ bắt tay từ giả Phúc. Hẹn gặp lại anh. Ngày mốt anh chờ tôi tại quán bà Sáu. Hai kẻ thù đã dùng mọi cách sát hại nhau gần cả chục năm. Nay vì mối lợi họ bắt tay làm lành và buộc phải trung thành hợp tác một cách thân thiện. Trong thâm tâm người nào cũng lo lắng bất an, đồng thời tìm đủ phương cách để chống đỡ thủ đoạn của đối phương lúc nào cũng đang nhắm vào mình. Quay nhìn ba đứa nhỏ thấy chúng đã ngủ yên, bà Phúc hỏi chồng. Chuyện gì quan trọng nói nhanh lên, mấy đứa con đã ngủ. Ông Phúc cẩn thận. Tôi à, nói chuyện này bà nghe nhưng phải tuyệt đối giữ bí mật, không thì hỏng việc mà còn tù tội nữa. Bà Phúc giật mình. Chuyện gì mà tù tội? Tôi vừa tìm được một hài cốt người Mỹ trong rừng. Rồi để đâu, sao không mang về? Không có dễ dàng mang về lúc này. Tránh vợ hỏi tiếp, Phúc giải thích. Trong lúc đang đào hố để chôn giấu thì thằng Xuân xuất hiện. Nghe đến tên Xuân, bà Phúc giật mình. Cũng thằng 30 đó nữa, sao lại rắc rối vậy? Nó còn ý định chém tôi để giật bộ xương, nhưng tôi cũng lanh tay chống cự nên nó không làm gì được. Cuối cùng phải chấp nhận một giải pháp là cùng nhau chia hưởng lợi. Bà Phúc tuy mừng nhưng vẫn thở dài. Hey, gặp thằng Xuân thì khó mà thông suốt. Bà yên tâm, tôi cũng có kế hoạch. Thế nào? Chia đôi bộ xương ra làm hai phần, hai người giấu hai nơi khác nhau. Bà Phúc vẫn ái nái. Lỡ thằng Xuân đào lên trước đi báo công an hoặc bán lại cho người khác thì càng rối thêm.
Hay, bà nghĩ cũng phải, nhưng theo tôi nó không làm ăn gì được một mình vì bộ xương thiếu một nửa. Giả lại, chiếc thẻ bài đeo trên bộ xương tôi đang giữ trong túi đây, nếu nó có đem trình việc này ra ngoài cũng không có kết quả gì. Tôi chỉ sợ nó trình công an, bọn chúng sẽ bắt mình nộp phần còn lại thì xem như mất tiêu mà còn bị gán tội vào người. Ông Phúc an ủi vợ, tôi nghĩ đây là món lợi lớn. Chẳng những được bạc tỷ, còn được nhập cảnh tức khắc vào nước Mỹ, nó không dễ gì đem dân mấy thằng công an, đã không được đồng nào mà còn bị thủ tiêu là đằng khác. Thôi, đã khuya ông ngủ một giấc cho khỏe, mai tính tiếp. Sực nhớ ra điều gì Phúc nhắc vợ, ngày mai bà ra chợ mua con gà làm mâm cơm cúng. Bà ngạc nhiên, cúng ai và chuyện gì vậy? Tôi thấy ái nái trong lòng. Quật mã lên rồi chia đôi hài cốt người ta ra hai phần, tôi muốn cầu xin quan hồng tha thứ. Ông tìm được hài cốt để người ta đưa về Mỹ an táng như vậy cũng tốt rồi. Nếu ông muốn nhậu thì tôi lo cho ông đàng hoàng. Phúc nổi nóng, đừng có nói bậy, phong tục Á Châu của chúng ta không bao giờ xâm phạm đến xác chết và nhất là đem ra giành nhau chia chác để hưởng lợi. Tôi thấy không có an tâm khi làm việc này. Trong văn phòng công an huyện, Long công an khu vực trình lên với viên đại quý Thông. Báo cáo đại quý, mấy ngày hôm nay em thấy một chuyện lạ. Là thế nào? Thằng Phúc làm nghề rừng ở trong khu vực làng trên, từ trước tới nay nó có thờ cúng ông bà bao giờ đâu. Thế mà hôm qua vợ nó dám mua con gà, hoa quả và nhang đèn về cúng lớn trong nhà. Sao anh biết rõ vậy? Long cười. Ngày công an mà đại quý, đang lúc nhà đang cúng em cũng ghé vào chung vui với gia đình thằng Phúc. Chuyện công an ăn dỗ, ăn tiệc ở nhà dân là chuyện thường tình, có gì đâu quan trọng. Thưa đại quý, chuyện quan trọng là thế này. Đại quý đã biết thằng Phúc làng trên và thằng Xuân cũng làm nghề rừng ở làng dưới, đã từng gây sự đâm chém nhau cả chục năm nay. Nhưng hôm qua chúng lại ngồi nhậu bia với Khô Mật một cách thân mật ở quán bà Sáu. Viên đại quý công an xô ghế đứng dậy, hai tay vỗ vào nhau. Đúng, đó là chuyện lạ. Anh có biết thêm gì chưa? Dạ chưa. Đại quý Thông lên lớp ngay. Là cán bộ của chế độ ta, nhất là công an khu vực, phải biết tất cả những gì xảy ra trong phạm vi của mình. Mỗi người dân có bao nhiêu tiền trong túi, hàng ngày ăn món gì, đi đâu, giao thiệp với ai. Nói và nghe được những gì trong ngày cũng phải biết thật rõ ràng chính xác. Thậm chí trong đầu óc chúng đã, đang và sẽ nghĩ gì cũng phải thông suốt. Như thế mới quản lý chặt chẽ được bọn chúng theo chỉ thị của đảng ta. Dạ. Tôi cho anh hai ngày nữa, anh phải báo cáo rõ ràng nội vụ cho tôi, không thiếu một chi tiết nào. Ngay ngày hôm sau, Long trở lại nhà Phúc. Vừa bước vào, tên công an khu vực đi một vòng quanh nhà và không quên xuống bếp xem xét có gì mới lạ thay đổi không. Xong quay lên nhà trên tự động kéo ghế ngồi. Anh Phúc đâu chị? Dạ, vừa nãy chị đi đâu đó, anh đến chơi hay có chuyện gì không? Long dò xét. Chắc lại đi nhậu với thằng Xuân làng dưới chứ gì? Vừa nghe qua câu hỏi, bà Phúc giật mình nhưng vẫn bình tĩnh thưa. Thưa anh, hai ông gây gổ nhau hoài, đâu có hợp nhau để ăn nhậu. Long bắt chuyện ngay. Chị nói tôi không tin, mới mấy ngày qua tôi bắt gặp hai người ngồi nhậu trong quán bà Sáu. Lúc này làm gì có tiền mà nhậu đến Khô Mật và bia chai? Chị biết chuyến đi rừng vừa qua anh kiếm được gì nhiều không? Đã lỡ thì phải nói xuôi theo. Hay có gì đâu mà nhiều, chắc hai người cùng kiếm được cây trầm nên rủ nhau nhậu để giải hòa. Ngày hôm kia nhà chị có dỗ, thế chị cúng ông bà già ruột hay bên anh Phúc? Dạ, bên nội của ảnh. Sao trước đây không thấy anh chị cúng dỗ, bây giờ bày đặt ra vậy? Dạ, nghe ảnh nói thèm con gà, em cũng bấm bụng mua về cho ảnh nhậu. Thịt thì nhậu với bia với rượu đế, chị lại bày đặt ra cúng dỗ thêm tốn thêm hương đèn trái cây hoa quả, phí tiền mua ba thứ dớ dẫn đó, bằng chi mua thêm con gà nhậu có sướng hơn không? Nói thiệt với chị, hôm nào cúng một lần nữa thì đừng mua hương đèn làm chi thêm phí, mua luôn hai con, hôm trước cúng một con ăn chẳng ra đâu giàu đâu. Bà Phúc dạ dạ cho qua chuyện để tên công an ra về, đứng lâu càng thêm sanh chuyện. Trở lại văn phòng công an huyện, Long gãi tai. Thưa đại quý, em đã đến nhà thằng Phúc điều tra rồi, nhưng không thấy gì lạ. Đại quý Thông vỗ bàn. Chúng đã dúi tiền vào túi anh bao nhiêu mà anh bao che kỹ thế? Báo cáo đại quý không có chuyện này, để em tiếp tục điều tra thêm, cam đoan sẽ tìm ra sự thật. Đại quý đứng dậy. Anh chưa thông suốt đường lối quản lý sáng suốt của xã hội chủ nghĩa.
Con nít chính là đầu mối quan trọng để tìm được những việc bí mật của người lớn. Bám vào những đứa con nít tất nhiên sẽ biết một cách rõ ràng mạch lạc những chuyện thầm kín trong từng gia đình một. Lòng hân hở. Một chuyện nhỏ như vậy mà em không nghĩ ra. Anh biết bây giờ phải làm gì rồi chứ? Kêu cô giáo của hai đứa con thằng Phúc lên làm việc. Thi hành chỉ thị của công an, cô giáo thi hành đúng chương trình đã vạch ra. Hai đứa nhỏ con ông bà Phúc được gọi lên văn phòng hiệu trưởng. Trên bàn để đầy kẹo bánh và có đồ chơi. Trước tiên cô giáo chỉ cho các em thấy và ngọt ngào nói. Các em thích kẹo nào? Hỏi xong cô giáo phát cho mỗi đứa hai cục kẹo. Đợi chúng ăn xong cô giáo vào đề ngay. Kẹo có ngon không các em? Dạ ngon thưa cô. Các em muốn ăn nữa không? Dạ muốn. Thì các em phải ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của cô giáo. Cô giáo quay qua hỏi ý kiến hiệu trưởng xong rồi đặt tiếp câu hỏi. Hôm trước các em ăn thịt gà ngon không? Dạ ngon lắm. Được, các em giỏi đã trả lời câu hỏi. Cô giáo sẽ nói với cha mẹ cho các em ăn thịt gà hàng ngày nhé. Bây giờ là trả lời cô giáo. Hôm đám dỗ, các em nghe cha mẹ em khấn vái tên ai không? Đứa gái lắc đầu nhưng thằng anh trai 7 tuổi nói ngay. Dạ, con nghe ba con lặp lại nhiều lần à, câu xin ông tha lỗi. Hiệu trưởng và cô giáo đưa mắt ra dấu nhau hỏi tiếp. Nhưng xin lỗi ai mới được? Dạ, con chỉ nghe được như vậy. Hiệu trưởng kéo tay cô giáo qua phòng bên cạnh nói chuyện riêng. Một lúc sau họ quay trở lại tiếp tục các câu hỏi. Kỳ đi rừng vừa qua, cha em đã đem gì về? Chuột cây trầm, vỏ quế hay các loại rễ cây? Dạ, về tay không. Hiệu trưởng và cô giáo nhìn vào mắt đứa bé gái. Không có đem gì về, nhưng tiền đâu mua gà để cúng dỗ. Em biết tiền đâu mua gà, nói cô nghe đi. Dạ không. Cô giáo tỏ vẻ không bằng lòng. Cô đã dạy các em nhiều lần, chuyện trong nhà các em phải theo dõi, có gì thay đổi hay mới lạ xảy ra, phải báo cáo tức khắc cho cô giáo, các em quên rồi sao? Cho thêm mỗi đứa một viên kẹo và không quên căn dặn hai đứa trẻ trước khi cho chúng ra về. Các em về theo dõi xem cha mẹ liên lạc với người ngoài không, nhất là vợ chồng ông bà Xuân ở làng dưới. Có gì thì báo ngay cho cô hay, cô sẽ thưởng kẹo nhiều cho các em. Trong bữa cơm tối, đứa bé gái vui vẻ thuật lại chuyện chiều nay giữa anh em nó với cô giáo. Vừa nghe xong, ông bà Phúc biết ngay đang gặp rắc rối với công an. Xong bữa chưa kịp uống nước, Long đã xuất hiện ngay trước cửa nhà. Tiệc tùng gì mà khuya thế? Bà Phúc đáp thay lời chồng. Đâu có anh, cha mấy đứa nhỏ bận ra chợ mua ít đồ về chuẩn bị mai mốt vào rừng. Long thòng ngay câu hỏi. Tưởng ông bà bỏ ngày này, bây giờ có tiền đâu cần vào rừng làm gì thêm cực. Hi, sao anh nói vậy? Dù cực khổ nhưng cũng tạm kiếm được ngày hai bữa cho mấy đứa nhỏ. Nghỉ tuần không đi thì cả nhà chết đói tức khắc. Tên công an khu vực đảo vòng mắt, nhìn quanh nhà nói bâng quơ. Mai kia ông bà giàu rồi cho tôi căn nhà này nhé. Phúc chặn ngay câu chuyện. Đã tối rồi anh đến chơi hay có công việc gì? À tôi quên, công an huyện kêu anh lên có việc cần. Phúc hơi mất bình tĩnh. Ngày bây giờ hay sáng ngày mai? Đại quý chỉ huy công an huyện đang chờ anh. Trường hợp khẩn cấp, các cán bộ nhà nước làm việc đêm là chuyện thường. Biết sẽ gặp chuyện chẳng lành mỗi khi công an kêu đến làm việc khẩn cấp ban đêm. Nhưng Phúc đã lấy lại bình tĩnh, quay qua giả vờ dặn vợ. Chắc chuyện gây lộn với thằng Xuân mấy tuần trước chứ gì, cứ ngủ trước đừng chờ. Hai người bước ra cửa, tên công an khu vực nhường Phúc đi trước. Hắn bám sát theo sau lưng, tay mặt để trên khẩu súng lục đang đeo ở dây lưng, trông như cảnh bắt người giả giao đưa về đồn. Vừa vào đến trụ sở, đại quý Thông đã có mặt trong văn phòng. À, ông Phúc, tôi cần làm việc với ông. Phúc ấp úng. Dạ thưa, có gì quan trọng không ạ? Đại quý Thông đứng dậy. Không quan trọng thì à, kêu ông đến đây làm gì ban đêm? Vừa trả lời câu hỏi vừa nhìn từ đầu xuống chân rồi lớn tiếng hỏi tiếp. Giữa ông và thằng Xuân làng dưới đã xảy ra chuyện gì? Dạ thưa không có gì quan trọng. Đại quý Thông gằn mạnh từng tiếng. Không quan trọng à, suốt mấy năm nay gây lộn ấu đả với nhau bây giờ tự dưng thân thiện còn ăn nhậu với nhau nữa là thế nào? Phúc đáp không suy nghĩ. Có chuyện xích mích nhưng đôi lúc cũng cần bỏ qua, mượn ly bia để giải hòa với nhau. Tôi biết rõ câu chuyện, không đơn giản như ông nói đâu. Phúc vẫn tỉnh táo.
Có chuyện gì đâu, tuần trước hai anh em chúng tôi đi lạc vô rừng qua sâu trong biên giới Lào. Hoàn cảnh hai người thập tử nhất sinh nên phải bám vào nhau để tìm đường trở về, do đó những hận thù ngày trước cũng phải bỏ qua. Đại quý thông nhấn mạnh từng câu một. Tôi đã được thằng Xuân báo cáo đầy đủ, ông vẫn ngoan cố không chịu khai hết sự thật. Đến đây Phúc thấy hồi hộp lạ thường, không biết Xuân đã khai thế nào với công an. Phúc nghĩ thầm có thể đây là cái bẫy đang giăng ra, dù sao cũng không dạ gì tiết lộ bí mật. Thưa đại quý, tôi không biết anh Xuân đã báo cáo thế nào, nhưng riêng tôi không có gì lạ để trình bày với đại quý. Thấy tôi hỏi ông, sao lúc này bày ra cúng dỗ và trong chuyến đi rừng vừa rồi bị lạc đường, không đem được gì về, thì tiền đâu mua gà nhang đèn hoa quả? Phúc chắc chắn rằng đây chỉ là cái bẫy giăng ra và chắc chắn Xuân không bao giờ khai ra chuyện này với công an. Phúc liền đổi giọng. Tôi thấy đại quý hỏi câu quá đáng. Thời gian sau này nhà nước làm ngơ cho những ai có tiền được phép ăn uống tự do thì tôi mua con gà về trước để cúng dỗ ông bà, sao cho mấy cháu nhỏ biết một tí mùi thịt, có gì phạm lỗi đâu. Cúng dỗ không có lỗi, nhưng ông đó làm đám dỗ cho ai? Thì cha mẹ tôi. Ông nói láo, vì trong lúc khấn vái ông đã nhiều lần lặp lại câu nói, xin ông tha lỗi. Có nghĩa là ông cúng dỗ để xin lỗi một người nào đó ngoài gia đình ông. Đây là mấu chốt của sự việc. Phúc vẫn bình tĩnh. Thật ra tôi đã khấn vái như thế này, xin ông bà tha lỗi, vì đã cả chục năm nay bất hiếu không nghĩ đến những kẻ sinh thành. Ai đó đã báo cáo lên đại quý thiếu chữ bà, thiệt là tai hại cho tôi. Đại quý thông bực bội ra mặt, ông quay về hướng bàn lấy ống điếu ra kéo một hơi thuốc lào rồi lớn giọng. Được, tôi cho anh về, nhưng ngày mai phải đem trình tôi bản tự khai. Thưa, tự khai gì? Tự khai lấy tiền đâu để cúng dỗ, dỗ ai và lý do gì? Những điều này tôi vừa trình bày với đại quý. Trước khi bước vào phòng trong, thông quay lại dứt khoát. Ông phải làm tờ tự khai, bút ra gà chết, trí độ ta không có chuyện khai miệng bao giờ. Đã gần 12 giờ khuya, trong lúc dân làng đang yên giấc, Phúc mặc bộ đồ bà ba đen lần theo đường tắt thẳng xuống nhà Xuân để tìm biết rõ thêm nội dung những lời khai giữa ông ta và công an huyện. Vừa nghe tiếng Phúc gọi, Xuân vội mở cửa, hai người ngồi ngay lối ra vào. Phúc đề nghị trước, tắt đèn để tránh mấy cái thằng khu vực đi tuần ban đêm. Xuân trở vào tắt ngọn đèn dầu, vối tay lấy chai rượu và hai ly nhựa trên bàn, trở ra ngồi cạnh Phúc nói nhỏ. Có gì mới lạ không, sao đã khuya còn xuống đây? Công an huyện vừa kêu tôi lên làm việc. Xuân hấp tấp hỏi. Chúng nó nói gì? Nó nói anh đã khai. Xuân đứng bật dậy. Làm gì có chuyện đó? Chúng nó chưa biết gì về vụ này mà. Chiều nay thằng công an khu vực làng tôi còn đến đây nhậu khô cá và uống hết hai xỉ đế. Có nghe nó hỏi gì đâu. Phúc an tâm. Cũng may, hồi tối thằng đại quý trưởng công an quận nó đưa ra cái bẫy bảo rằng anh đã khai hết với quận. Đến lượt Xuân thắc mắc. Anh đã khai gì với nó? Tôi đâu có dạy, chỉ nói rằng kỳ vào rừng vừa rồi bị lạc đường vào sâu trong đất Lào, tôi và anh tình cờ gặp nhau ở vùng biên giới đã làm lành với nhau để tìm đường về chung. Xuân bắt qua chuyện khác. Tôi đã dò hỏi một thanh niên chuyên đi tìm hài cốt người Mỹ để tìm hiểu thêm chi tiết thì thanh niên này cho biết. Biết thế nào? Người Mỹ giữ lời hứa, họ sẽ trả tiền và can thiệp với chính phủ ta để xuất ngoại một cách an toàn. Rồi sao nữa? Thanh niên này muốn hợp tác với chúng ta để được đưa cả gia đình, vợ con và hai người đi định cư tại Mỹ chứ không nghĩ đến vấn đề tiền thưởng. Bây giờ tính sao? Theo tôi, nếu kẹt lắm cũng phải nhờ thanh niên này. Phúc không trả lời đề nghị của Xuân. Trước đây, anh nói quen biết và có đường dây đi thẳng với tòa lãnh sự Mỹ. Bây giờ mới thú thật với anh, lúc đó tôi phóng đại ra như vậy, cốt để chia phần với tôi. Phúc cào nhào trong miệng. Mẹ kiếp, cũng trò ma giáo ăn có mà thôi. Xin lỗi anh, bây giờ chỉ còn cách anh và tôi đi vô tòa lãnh sự Sài Gòn hay ra thẳng tòa đại sứ Hà Nội nạp tấm thẻ bài trước để người ta truy tìm lại tung tích hài cốt. Như vậy chắc ăn, nhưng tôi nghĩ bọn công an đã nghi ngờ gì đó. Bây giờ hai người cùng vắng mặt một lượt, chắc chắn bọn chúng sẽ thông báo để cho hệ thống tình báo trình trập theo dõi đến tận cơ sở của Mỹ, hoặc kiếm cớ bắt chúng ta dọc đường, lục soát, lúc đó lòi ra chiếc thẻ bài thì hết chối cãi với bọn chúng. Cuối cùng Phúc đành chấp nhận thuận tay qua một người thứ ba, chiếc thẻ bài được đồ lên giấy, hiện ra rõ nét tên William Booker, số lính, loại máu. Phúc đâu ngờ được người thanh niên này chính là em của Xuân đang ở tại thị xã Quảng Trị. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 2.